Chào cả nhà. Hôm nay mình đến với bạn đoạn video thứ 12. Video thứ 12 này nói về cái gì? Nói về cái việc mà biến ý tưởng kinh doanh ra ngoài thực tế, ra ngoài hiện thực. Và chúng ta phải làm nó như thế nào? Cái video này nó tiếp theo video số 11. Video số 11 đó là cách chúng ta lựa chọn các ý tưởng. Và video thứ 12 này là chúng ta biến nó thành hiện thực rồi. Vậy thì chúng ta có 6 bước sau. Bước thứ nhất, chúng ta chọn cho mình ý tưởng phù hợp. Khi chúng ta ra làm kinh doanh thì một trong những điều rằng là chúng ta có người thì không biết chọn sản phẩm gì, có người biết chính xác mình chọn cái gì thì dễ rồi, nhưng có những người không biết mình chọn cái gì thì bắt đầu họ mới đi tìm kiếm. Trong quá trình họ đi tìm kiếm á, nó ra ý tưởng 1, ý tưởng 2, ý tưởng 3, ý tưởng 4, rất là nhiều ý tưởng. Có người mất 3 ngày để tìm ra những ý tưởng của mình. Có người mất hết 30 ngày. Có người mất hết 60 ngày. Có người mất 3 tháng. Mình chứng kiến có những người họ mất cả 2 năm. Họ mất 2 năm để họ tìm ra ý tưởng. Có một bạn đó, bạn mất hết 2 năm. Đến chừng cuối cùng, bạn tìm ra được ý tưởng đó là kinh doanh cái gì? Trầm hương. Có một bạn mất hết cả 1 năm bạn mới tìm ra được ý tưởng đó là gì? Bạn bán đá nướng, đá massage. Vậy thì trong hàng loạt các ý tưởng đó thì chúng ta bắt đầu lên phương án các bạn đánh giá. Đoạn gần 11 mình có nói các phương án đánh giá rồi. Thì sau khi chúng ta đánh giá và chúng ta mới xem được cái nào, cái phương án nào là phù hợp nhất, cái sản phẩm nào là nó phù hợp nhất với cái lĩnh vực kinh doanh của mình, nó phù hợp về cái gì, nó phù hợp về ý tưởng, cái ý tưởng nó phù hợp về tài chính của mình. Trường hợp bạn tiền ít quá thì bạn phải chọn những cái ý tưởng mà nó phù hợp, chứ những cái ý tưởng mà nó cần phải rất là nhiều tiền thì không được. Cái thứ hai là nó phù hợp với cái khả năng, cái kinh nghiệm, cái kiến thức của mình. Có những lĩnh vực nó đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái khả năng song pha và kinh nghiệm trước đó rất là lớn. Nó phù hợp cái gì? Nó phù hợp với cái thời gian của mình. Tại bạn đa ra khởi nghiệp mà có những người là đang đi làm công hàng ngày phải kiếm tiền để sống, thì bạn bắt đầu từ cái nhỏ nhỏ trước, vào buổi tối trước và cuối tuần trước, để chúng ta rảnh, để chúng ta từng bước chúng ta mới làm lên được. Đó là lý do mà chúng ta phải chọn phương hợp, các cái phương án phù hợp vào cái tài chính và cái khả năng kiến thức của mình và cái gì, vào cái quỹ thời gian của mình. Sau cái bước 1 chốt được ý tưởng rồi thì cái bước tiếp theo là bạn quyết định được cái loại hình kinh doanh của doanh nghiệp của mình. Loại hình kinh doanh nào thì chúng ta có những cái loại hình kinh doanh sau, có 4 loại hình kinh doanh, lòng vòng thì nó cũng 4 loại hình thôi. Loại hình thứ nhất là loại hình dịch vụ. Bạn bán loại hình dịch vụ, thường thường sản phẩm ăn uống, bạn giao hàng rồi nó làm bên bạn giao hàng, đó là nó dịch vụ. Hoặc là cái mảng thương mại, bạn chỉ tập trung vào gì lấy hàng của người khác và bạn bán lại. Ví dụ như có một người bạn của mình, bạn ở Phan Thiết, và bạn chọn kinh doanh cái hải sản ở Phan Thiết. Dĩ nhiên bạn không phải là người đi đánh bắt đâu, bạn đi đến các cái vựa, người ta như thế nào, người ta đánh bắt về, người ta có nguồn hàng lớn và bạn là người lấy cái đó lại để bạn đi phân phối, bạn bán lại cái mô hình thương mại. Người bạn của mình đó là Hưng Nguyễn. Hoặc là có bạn ở Nha Trang, đó là bạn CV, thương hiệu là CV, cũng làm theo na ná như vậy. Loại hình sản xuất, sản xuất hoặc nuôi trồng, nó cũng gần gần như vậy. Bạn ra bạn kinh doanh mỹ phẩm nhưng mà bạn phải sản xuất, như các bạn làm hang mát rồi đó, mỹ phẩm hang mát á, các bạn phải sản xuất, các bạn phải có đầu tư máy móc, đầu tư những cái trang thiết bị để bạn sản xuất ra được sản phẩm để bạn mua bán. Hoặc là các bạn nuôi trồng, các bạn nuôi cá, nuôi heo rồi đó, rồi sau đó các bạn mơ bán. Lần thứ tư đó là gia công. Bạn chỉ chuyên làm gia công cho người khác. Ví dụ mình mở ra một cái xưởng và mình sản xuất bàn ghế mà mình không có đi bán trực tiếp bên ngoài, mình chỉ chuyên gia công cho người khác, người ta lấy về, người ta bán lại, người ta làm cho doanh nghiệp của người khác, lên gia công. Vậy thì bạn phải quyết định cái phương thức nào đi, tại mỗi phương thức nó đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều thứ.
Bước thứ ba đó là chúng ta chuẩn bị cái mô hình pháp lý cho doanh nghiệp của mình, đăng ký yếu tố pháp lý. Nếu bạn là khách hàng cá nhân, khách hàng của bạn là bán cho người mua để dùng thì có thể bắt đầu thôi. Bạn có thể không nhất thiết phải thành lập công công ty liền, và họ bạn có thể là kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Nhưng nếu khách hàng của bạn là doanh nghiệp thì chắc chắn rằng bạn phải lập công ty ngay từ đầu. Bạn có thể là thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần. Cái điều này bạn cần phải làm việc với những cái người mà họ thành lập giấy phép các cái công ty dịch vụ, hoặc là bạn tự tìm hiểu cũng được. Công ty trách nhiệm hữu hạn, mình hay nói vui là công ty hết hạn. Ok. Rồi sau đó bạn như thế nào, bạn đăng ký thành lập tự mình đi cũng được, nếu có thời gian rảnh, nếu mình muốn tìm hiểu, mình tò mò, lên sở kế hoạch đầu tư và bạn đăng ký. Hoặc là bạn thông qua dịch vụ họ làm, có những dịch vụ nếu mà bận 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 rộn tập trung cho cái việc làm kinh doanh thì cái việc đó bạn giao cho cái công ty dịch vụ người ta làm. Sau đó là bạn phải gì ạ, báo cáo thuế, thủ tục thuế má văn phòng công ty. Rồi như thế nào nếu mà có cái gì cần phải bản quyền, đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ thì bạn liên hệ với những cái nơi đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ để mình sở hữu trước, như sở hữu trí tuệ về logo, về cái tên gọi, về màu sắc, sở hữu trí tuệ về về cái kiểu dáng, cái loại sản phẩm mà bạn làm ra. Đó là bước thứ ba. Bước thứ tư là bạn làm gì bắt đầu bạn đi phát triển cái việc kinh doanh. Vậy thì khi nào thì bạn bắt đầu, khi nào thì bạn bắt đầu khai trương, khi nào thì bạn bắt đầu có cái khách hàng đầu tiên, bạn bắt đầu nó như thế nào, trên online hay là offline hay là qua hội chợ hay là mở tại nhà, bạn bắt đầu nó như thế nào, vốn của bạn bắt đầu là bao nhiêu, vốn khởi nghiệp hay là người ta là vốn bắt đầu là bao nhiêu, rồi mình còn bao nhiêu vốn để duy trì, tại vì những ngày đầu chúng ta không có lãi, chúng ta cần phải có cái duy trì nó hoạt động một thời gian. Giá bán sản phẩm là bao nhiêu, chúng ta phải xác định được cái giá, nó trên cơ sở những chi phí chúng ta đầu tư, trên cơ sở cấu hao, trên cái chiến lược mà chúng ta cần phải có cái giá bán. Rồi chúng ta cần phải có được cái doanh thu hệ vốn, nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải bán được bao nhiêu thì chúng ta đủ mức hệ vốn, rồi cái khả năng sinh lời của dự án này. Rồi chúng ta phải hiểu về marketing, chúng ta phải chạy marketing, rồi khách về thì chúng ta phải hiểu về cái kỹ năng bán hàng. Rồi khách hàng nhiều thì chúng ta tuyển nhân sự vô thì chúng ta phải hiểu về nhân sự. Chúng ta phải hiểu được quản lý dòng tiền, công nợ, người ta gọi là tài chánh. Làm sao để lúc nào trong công ty nó cũng có tiền, tiền tiền mặt, nó cũng có vận hành được, chứ còn không là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đôi khi công ty đang có hợp đồng đang rất lãi nhưng mà chúng ta hết tiền cái chúng ta cũng bị đứng. Ok, bước thứ năm là chúng ta tìm vốn cho doanh nghiệp. Sau khi chúng ta có rõ ràng đó thì chúng ta tìm vốn cho doanh nghiệp. Trường hợp mà bạn có tiền nhiều rồi thì bạn ra bạn kinh doanh trên, gọi là kinh doanh trên vốn chủ sở hữu của mình. Cái trường hợp này thì bạn không cần phải phải đi vay vốn, không cần phải tìm vốn gì hết. Những người này nè, mình gửi đến bạn lời khuyên là các bạn phải rất là cẩn thận. Bạn ra kinh doanh mà bạn ra khởi nghiệp, gọi là ra khởi nghiệp mà trong túi của bạn nó có nhiều tiền, là bạn 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 hay dùng tiền của mình, hay nói với một cái vui là bạn dùng tiền của mình để gì bạn che đi cái ngu của mình, bạn che đi cái ngu của mình. Tại vì ra ra khởi nghiệp là bạn chưa giỏi về kinh doanh mà bạn dùng tiền là bạn rất là dễ, nên là những người này là bạn cần phải có kiến thức, cần phải có kỹ năng rất là kỹ. Những bạn không có tiền, những bạn đi lên từ tay trắng mà bạn muốn ra làm kinh doanh thì những người này phải học được cái cách khởi nghiệp từ tay trắng. Bạn nào mà muốn học được cái cách đó thì mình có cái quyển sách, các bạn thấy không, rất tiếc là hôm nay mình không để cái quyển sách ở đây, mình có quyển sách khởi nghiệp vượt biển biển lớn, cách đi lên khởi nghiệp từ Nam Xu, cái đó là cái quyển sách của mình vượt biển lớn, cách đi lên khởi nghiệp từ Nam Xu. Hoặc là các bạn mua cái quyển mỗi ngày một chút của mình, hoặc là quyển bán hàng online của mình để các bạn đọc, để các bạn biết cách đi lên từ tay tay trắng. Và bạn phải có những khả năng huy động vốn, bạn phải biết cách huy động vốn từ gia đình.
từ bạn bè, thậm chí từ những người lạ, từ các cái tổ chức quỹ, từ các cái quỹ hỗ trợ của nhà nước, từ các cái mạnh thường quân, chậm chậm chậm, chúng ta phải biết cách huy động vốn từ các cái đối tác nữa, nhiều cách, chúng ta phải học cái cách đó. Mà đã huy động vốn á, thì chúng ta cần phải làm hợp đồng đàng hoàng, bằng giấy cam kết ra ngoài công chứng để công chứng luôn, nó rất là rõ ràng, thì như vậy người ta mới an tâm để người ta đưa vốn cho mình. Rồi bước thứ sáu là bạn cần đi tìm người dẫn dắt, người hướng dẫn, người cố vấn, người có kinh nghiệm. Ai làm cái lĩnh vực gì cũng vậy, bạn kinh doanh bạn rất là cần cái người cố vấn. Cái sai lầm của rất là nhiều người là đi ra kinh doanh thiếu mất đi cái một người cố vấn, thiếu một người dẫn dắt ở phía đằng sau mình. Ví dụ là ngày đầu tiên bạn đi học lái xe thì bạn vẫn cần một cái người dẫn dắt mình, cái người thầy giáo dẫn dắt mình. Bạn muốn làm được kế toán thì những ngày đầu tiên bạn vẫn cần những người dẫn dắt mình làm kế toán. Bạn thấy không, trong bất kỳ lĩnh vực gì vậy, bạn muốn sửa chữa điện thoại cũng vậy, những ngày đầu tiên bạn cần cái người dẫn dắt. Ra kinh doanh, cái sai lầm của rất là nhiều người đang nhanh là chúng ta thiếu thiếu mất một người dẫn dắt mình, không tự đi tìm mà mò làm thì chúng ta làm hỏng được. Và đâm ra đó là một trong những nguyên nhân mà 90% những người ra khởi nghiệp trong 3 năm đầu bể hết, mất tiền mất bạc, phá sản hết. Họ cứ tưởng kinh doanh nó khó lắm mà bởi vì họ đi sai quy trình thôi. Vậy là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi mình gửi các bạn đoạn video thứ 12, và nhớ xem lại video thứ 11 cho tới số 1 của mình, nó là một chuỗi liên hoàn chúng ta đi với nhau. Mình sẽ gặp bạn ở video tiếp theo là số 13. Bạn theo dõi mình vào ngày mai nhé. Bye bye các bạn.